Chào tất cả các bạn, lại là mình Cu Khoa đây. Thì chắc hẳn các bạn đã xem cái video gặp 12 chú bộ đội ở ngoài ruộng rồi đúng không? Thì cái video ngày hôm nay sẽ liên quan đến cái video đó. Liên quan như thế nào thì cho phép mình được kể cho các bạn nghe về cái giấc mơ kỳ lạ của mình. Thì sau khi mà mình cầu cơ và gặp 12 chú bộ đội ở ngoài ruộng á, thì mấy đêm về sau cho tới tận bây giờ luôn á các bạn, cũng gần nửa tháng rồi đó, thì cứ cách 2-3 bữa thì mình mơ một cái giấc mơ nó rất là giống nhau. Trong cái giấc mơ đó mình gặp một người đàn ông, người cũng ốm ốm nhưng mà cao, và họ đội một cái nón mà mình nghĩ đó là cái nón của bộ đội, cái nón cối á mọi người. Và cái ông đó đó, ổng cứ chỉ qua phải, chứ không phải là chỉ vô mình nha các bạn, chỉ về hướng bên phải. Rồi sau đó một chút lúc sau là ổng biến mất, chứ ổng không làm gì hết. Mà mình không hiểu cái điều gì luôn, bởi vì khi mà mình nhìn qua cái hướng ổng chỉ á, tất cả đều là tối thui hết đó, cho nên mình không hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn. Và gần đây mình có một cái cảm giác nó rất là lo lắng bồn chồn á các bạn. Bởi vì mỗi buổi chiều tự nhiên cái mình cảm giác ở trong người á, nó nóng rang lên, giống như là các bạn bị sốt vậy các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định thực hiện một cái nghi thức, bởi vì mình nghi là có một cái linh hồn nào đó nó đi theo mình từ cái bữa mà mình đi ra ngoài ruộng á các bạn. Và ngày hôm nay mình ra đây, mình có chuẩn bị một số thứ, các bạn có thể thấy ở đây ha, mình đã chuẩn bị một số thứ rồi. Đây, ok, đây là 3 trái trứng gà. Trứng gà hoàn toàn bình thường nha các bạn. Cái này là mình mua ở ngoài Bách Hóa Xanh á. Đó, đây, hoàn toàn bình thường, không có cái gì ấy hết. Và đây, các bạn sẽ bắt gặp lại cái chuông huyền thoại của nhóm tụi mình ha. Ở dưới đây mình có để một cái lá bùa và để cái chuông lên nha các bạn. Cái lá bùa này để phòng thân ha. Ok, ở đây là bánh và giấy tiền vàng bạc. Ở phía bên này á, là mình có trang bị một cái chuông. Cái chuông này nó sẽ báo, nó rất là nhạy, bởi vì mình treo ở trên đây một cái sợi chỉ đỏ nè các bạn. Và nếu mà có linh hồn nào thì nó sẽ báo ha. Ok, thì ở đây mình có một chai rượu, để lát nữa mình sẽ đổ vào 3 cái ly này. Trước khi bắt đầu cái video này thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái ứng dụng rất là xịn sò, giúp tăng hiệu năng điện thoại của các bạn, có tên là iClean. Cụ thể là điện thoại của các bạn xài lâu ngày thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều file rác. Để mà máy mượt mà hơn thì các bạn có thể bấm vào nút dọn rác điện thoại ở trên cái ứng dụng iClean này. Hoặc là máy của các bạn bị chậm, giật lắc và hơn nữa còn rất là tốn pin, thì các bạn có thể bấm vào nút tăng tốc bộ nhớ. Ok, điện thoại của các bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi đó. Đặc biệt hiện nay có rất là nhiều phần mềm độc hại có thể làm hư điện thoại của bạn, thì cái tính năng diệt virus trên cái ứng dụng iClean sẽ giúp bạn xử lý cái vấn đề này ngay lập tức luôn. À, hiện tại thì ứng dụng iClean đang có cái chương trình khai xuân đón lộc, thì các bạn hãy vào tham gia để mà nhận những giải thưởng rất là lớn, ví dụ như là thẻ nạp điện thoại và còn rất là nhiều phần quà có giá trị khác ha. Ứng dụng đang có mặt trên Google Play của hệ điều hành Android. Link tải ứng dụng mình để ở dưới phần mô tả và phần comment. Các bạn hãy vào tải và nhớ đánh giá 5 sao để mà ủng hộ nhà phát triển ứng dụng nha. Rồi thì các bạn có thể thấy ở đây mình đã xếp 3 cái cây nhang và quấn bằng một cái sợi chỉ đỏ nè các bạn. Đặt xuống 3 cái chung ha. Ok, bây giờ trước tiên mình sẽ đổ rượu ra 3 cái ly. Đổ rượu ra 3 cái ly trước cái đã. Rồi, tạm thời để bên đó. Và bây giờ mình sẽ để trứng gà. Các bạn nhớ nha, đây cái trái trứng gà, mình sẽ đặt nó vô trong đây. Đó. Đặt nó qua đây. Rồi ở đây, đây mình sẽ đặt nó xuống. À, bây giờ mình đã có nha. Rồi, đây là một trong những cái nghi thức để mà phát hiện ra có cái linh hồn nào nó đang theo mình hay không. Để cái này xa quá, để xịt qua đây mới đúng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức ha. Mình sẽ đốt cái nhang này lên cái đã.
Ở đây mình sẽ để cái bàn tay của mình vào chỗ cái ba cái trứng như thế này nha các bạn. Các bạn biết vì sao không? Nếu mà có cái linh hồn nào nó đi theo mình thì ba cái quả trứng này nó sẽ hấp thụ những cái tà khí xấu đó ha. Ok, mình xếp xuống cho các bạn xem ha. Rồi, mình sẽ lắc chuông 7 lần. Bởi vì á, mình là nam, còn nếu mà là nữ á, sẽ 9 lần nha các bạn. Mỗi lần lắc mình sẽ đọc một cái câu thần chú. Chuông bên kia nó đã reo rồi kìa. Cái chuông báo hiệu linh hồn. Ok, mình tiếp tục nha. Cái tay mình bây giờ là mình không điều khiển được luôn á. Các bạn nhìn nó rung ra. Ui, cái chuông nó cũng rung theo luôn à các bạn. Tay mình bây giờ tê cứng luôn á mọi người. Không cử động gì được luôn. Không dừng lại được mọi người à, giống như là có ai đang điều khiển cái tay của mình á. Mọi người ơi, đau tay quá. Các bạn nhìn cái cây nhang nè, hai ngắn một dài luôn. Tay mình chảy máu luôn rồi các bạn ơi. Để mình để cái này vô lại cái. Ui, nó không đứng được luôn. Tạm thời là cái tay của mình nó đỡ đỡ rồi các bạn. Không biết là các bạn lúc nãy có để ý là cái cây nhang không? Nó là hai ngắn một dài nè. Mình rút lên cho các bạn xem. Nhưng mà cái tay mình nó đau quá các bạn ơi. Đây à.
Đây mọi người, hai ngắn một dài, mặc dù mà lúc nãy là mình để đây, mình đốt cùng một lúc luôn á các bạn. Cái tay của mình đau quá các bạn ơi. Ok ok, chắc là mình sẽ lấy rượu và mình rửa một xíu nha các bạn. Đau quá mọi người. Ok, lúc nãy á, các bạn nhìn kỹ á, các bạn sẽ thấy là cái bàn tay của mình nó bốc khói ra, sau đó là giống như là một cái thế lực nào đó nó điều khiển á mọi người. Ok, mình nghĩ là ở trong cái mấy cái trứng này, không biết là mấy cái trứng này nó có hút được những cái tà khí ở trong người mình ra hay không nữa. Ok, bây giờ mình sẽ chết rồi. Thôi mình lấy cái bao ni lông mình quấn cái tay mình lại nha các bạn. Đau quá. Ok, bây giờ mình sẽ đập từng trứng ra để xem coi nó có hút được những cái tà khí không nha. Đây. Đây, một trứng. Các bạn thấy máu không? Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái trứng này ra. Đây, trứng này cũng không có vấn đề gì luôn mọi người. Ok, còn một trứng này. What the hell? Ui. Vậy là cái thứ nó đi theo không những nó là linh hồn, mà các bạn nhìn qua nhang thì chắc là mọi người sẽ biết đó là cái gì rồi đúng không? Hai ngắn một dài thì chỉ có quỷ thôi. Ok ok, bây giờ tạm thời mình sẽ gỡ ra. Bây giờ mình sẽ ngâm cái tay của mình vô trong rượu nha các bạn. Đợi mình một tí cái. Các bạn nhìn kỹ cây nhang lại một lần nữa nè. Nè, nhìn nha. Đây. Đây. Hai ngắn và một dài. Mình sẽ dùng rượu để mà loại bỏ tất cả những cái tà khí ở trong người của mình luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt ba cái ngón tay của mình vào ba cái ly rượu. Ok, bây giờ mình sẽ đặt ba cái ngón tay của mình vô ba cái ly rượu nha.
Ôi các bạn ơi, mọi người nhìn kỹ không? Có một cái ly nó đen thui hết luôn các bạn ơi, hai cái kia nó vẫn trắng. Ôi nó lại rung lên nữa nè. Chắc là mình xin kết thúc video đây. Thôi chào tạm biệt mọi người nha.